Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học qua truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên thực hiện. Các em thân mến, để làm tốt bài thi Trung học phổ thông quốc gia môn Lịch sử, đối với kiến thức lớp 12, các em sẽ phải nắm vững kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 và phần lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000. Trong đó, phần lịch sử thế giới bao gồm 6 vấn đề các em cần lưu ý. Thứ nhất là sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Thứ hai, Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991, Liên bang Nga từ 1991 đến 2000. Thứ ba, các nước Á Phi Mỹ Latin từ 1945 đến 2000. Thứ tư, Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000 thứ năm, quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000 và nội dung cuối cùng là cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Trong chuyên đề ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ ôn tập lại hai đơn vị kiến thức, đó là sự hình thành của trật tự thế giới mới sau chiến tranh và quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000 thông qua chủ đề trật tự hai cực Ianta và quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000. Để ôn tập chủ đề này, cô cùng các em sẽ củng cố lại hệ thống hóa kiến thức, sau đó sẽ làm bài tập trắc nghiệm để khắc sâu những kiến thức vừa ôn tập. Đối với nội dung thứ nhất, sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh, kem nắm cho cô giáo hai vấn đề chính. Thứ nhất là về hội nghị Ianta. Thứ hai là về tổ chức liên hợp quốc, trong đó hội nghị Ianta có ba nội dung chính các em cần nắm rõ. Một, bối cảnh, hai, nội dung, thứ ba là hệ quả. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể ba nội dung trên. Về bối cảnh, các em biết rằng đầu năm 1945, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đi vào giai đoạn kết thúc Do đó lúc này có rất nhiều những vấn đề được đặt ra yêu cầu các nước đồng minh cần phải giải quyết. Và trong bối cảnh đó thì từ ngày mùng 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945, một hội nghị quốc tế đã diễn ra tại Ianta Liên Xô với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc. Vậy nguyên thủ của ba cường quốc đã thỏa thuận những vấn đề gì tại hội nghị này? Thì em nhớ cho cô giáo ba quyết định cũng như Ba nội dung của hội nghị Yalta. Thứ nhất, các cường quốc đã nhanh chóng thống nhất trong việc phải tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Đồng thời, Liên Xô nhất trí sẽ tham gia chống Nhật ở khu vực châu Á Thái Bình Dương sau khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc. Nội dung thứ hai, đó là thành lập tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh và nội dung thứ ba cũng là nội dung quan trọng nhất được nguyên thủ các cường quốc quan tâm trong hội nghị, đó là việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc. Về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc tại hội nghị, kem lưu ý cho cô giáo đó là ở châu Âu và ở châu Á. Đối với châu Âu, Mỹ chiếm đóng Tây Đâu, Tây Đức, Tây Bắc Linh, còn quân đội của Liên Xô chiếm Đông Âu, Đông Đức, Đông Bắc Linh với khu vực châu Á có rất nhiều những quyết định. Trong đó, kem lưu ý cho cô giáo hai quyết định. Thứ nhất đó là ở Triều Tiên lấy vĩ tuyến 38 làm xanh giới. Trong đó, quân đội của Mỹ sẽ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 trở vào Nam. Quân đội của Liên Xô sẽ chiếm đóng từ vĩ tuyến 38 trở ra Bắc. Còn khu vực Đông Nam Á của chúng ta vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước tư bản phương Tây với ba quyết định của hội nghị ianta nó đã dẫn đến ba tác động đến tình hình thế giới quyết định đầu tiên sẽ tác động đến việc chiến tranh nhanh chóng kết thúc với quyết định thứ hai đó là thành lập tổ chức liên hợp quốc sẽ giúp thúc đẩy sự ra đời của tổ chức này và hệ quả thứ ba đó là tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới mới mà người ta gọi đó là trật tự hai cực IANTA. Trong ba tác động này, lưu ý cho cô giáo, tác động đầu tiên chính là tác động tích cực nhất từ những nội dung của hội nghị IANTA đến tình hình thế giới. Và với trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, người ta gọi đây là trật tự hai cực IANTA. Đặc trưng nổi bật nhất của trật tự này đó là chịu sự chi phối sâu sắc của Mỹ và Liên Xô đứng đầu phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai có điểm khác biệt so với trật tự thế giới được hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nếu như trật tự Versailles Washington hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất hoàn toàn chịu sự chi phối của các nước đế quốc, thì đến trật tự hai cực Ianta đã có sự tham gia của một lực lượng dân chủ tiến bộ, đó chính là Liên Xô. Như vậy có thể coi đặc trưng của trật tự hai cực hai phe chính là nhân tố hàng đầu đã chi phối các quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau của thế kỷ 20. Cô và các em đã vừa ôn tập xong củng cố hệ thống hóa kiến thức của phần thứ nhất, đó là về hội nghị IANTA. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai, đó là về tổ chức Liên Hợp Quốc. Đối với tổ chức Liên hợp quốc có 5 vấn đề các em cần phải ôn tập trong phần này. Thứ nhất, sự thành lập. Thứ hai, mục đích. Thứ ba, nguyên tắc hoạt động. Thứ tư, cơ cấu tổ chức. Thứ năm, vai trò của tổ chức Liên hợp quốc. Các em thân mến, với nội dung tổ chức Liên hợp quốc, đây là một nội dung được viết tương đối rõ ràng trong sách giáo khoa. Do đó về nhà, chúng ta sẽ kết hợp sách giáo khoa với phần vở ghi các thầy cô đã dạy các em ở trên lớp để chúng ta ôn tập nội dung này. Còn hôm nay, cô sẽ cùng các em nói lại hai đơn vị kiến thức. Thứ nhất đó là về mục đích, thứ hai là về vai trò của tổ chức liên hợp quốc. Tổ chức liên hợp quốc ra đời khi nhân loại trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới vô cùng thảm khốc do đó mong ước lớn nhất của nhân loại toàn thế giới lúc này đó là được sống trong hòa bình do đó mục đích đầu tiên của tổ chức liên hợp quốc nêu ra đó chính là duy trì hòa bình an ninh thế giới và nội dung thứ hai là thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước thành viên tương ứng với hai mục đích trong quá trình hoạt động tổ chức liên hợp quốc đã thể hiện rõ vai trò của mình nó đã trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì nền hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy giải quyết các tranh chấp xung đột khu vực và giúp đỡ các nước về văn hóa, y tế và nhân đạo. Các em thân mến, chúng ta vừa ôn tập lại hai đơn vị kiến thức đó là hội nghị Ianta và tổ chức liên hợp quốc để giúp các em khắc sâu thêm kiến thức của hai nội dung này. Sau đây, cô trò ta sẽ cùng làm một số bài tập trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Hội nghị ta tháng 2 năm 1945 không thông qua quyết định nào? A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới. B. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít. C tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. D. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Nhìn vào câu hỏi, chúng ta thấy ở đây câu dẫn có từ không. Như vậy câu hỏi này là một câu hỏi ở dạng phủ định. Để trả lời những câu hỏi như trên, trước tiên chúng ta sẽ phải tìm những nội dung là quyết định của hội nghị Yalta và từ đó các em sẽ sử dụng phương pháp loại trừ. Như vậy, phương án đúng của câu trả lời trên sẽ là phương án D, giao cho quân pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương. Câu trả ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Một trong những cơ quan chính của tổ chức Liên hợp quốc là A, Tòa án quốc tế. B, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa. C. Tổ chức y tế thế giới. D. Quỹ tiền tệ quốc tế. Với câu hỏi số 2, cô giáo lưu ý với các em, từ chìa khóa của câu hỏi này, đó chính là cơ quan chính của tổ chức liên hợp quốc. Tổ chức liên hợp quốc có 6 cơ quan chính cùng hàng trăm các cơ quan chuyên môn đang hoạt động tại các nước thành viên. Và trong câu hỏi của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ có phương án đúng là phương án A, tòa án quốc tế. Còn phương án B, C và D, đây chính là những cơ quan chuyên môn của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Chúng ta cùng sang câu hỏi thứ ba. Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là gì? a thế giới bị chia thành hai cực hai phe b hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành c mỹ vươn lên trở thành siêu cường duy nhất d phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ với câu hỏi này kem lưu ý cho cô giáo những cụm từ cô giáo gạch chân thứ nhất đặc trưng lớn nhất sau chiến tranh thế giới hai sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thế giới chịu sự chi phối sâu sắc của Mỹ và Liên Xô đứng đầu hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Như vậy, câu trả lời đúng của phương án này sẽ là câu A, thế giới bị chia thành hai cực, hai phe. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ tư. Quyết định nào của hội nghị Yalta đã tạo điều kiện cho Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương? A. À, Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. C. Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. Và D. Đồng ý cho quân Trung Hoa dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. Với câu hỏi số 4, các em lưu ý cụm từ đó là tạo điều kiện cho Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương. Với câu hỏi này, chúng ta phải nhớ ngay đến cho cô giáo nội dung kiến thức ở phần hội nghị Ianta, trong phần phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc thì ở châu Á, các nước đã thống nhất Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống của các nước phương Tây, điều này đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương. Câu C sẽ là đáp án đúng cho câu trả lời trên. Câu hỏi số 5. Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế phần lớn thời gian nửa sau thế kỷ 20 là A. trật tự hai cực Ianta B. cuộc chiến tranh lạnh C. quan hệ giữa hai miền nước Đức D. chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam. Lưu ý cho cô giáo cụm từ nhân tố hàng đầu. Với câu hỏi trên, phương án C và D chúng ta sẽ nhanh chóng loại trừ. Còn phương án A và phương án B, các em cùng suy nghĩ. Nếu như nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị và các quan hệ quốc tế thì đó chính là phương án A, trật tự hai cực Ianta. Còn cuộc chiến tranh lạnh nó là nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỷ 20. Các em thân mến, chúng ta vừa làm một số bài tập trắc nghiệm để ôn tập lại đơn vị kiến thức thứ nhất sau đây, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai của chuyên đề. Đó là phần quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000. Với nội dung này, cô giáo sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quan hệ quốc tế thời kỳ trong chiến tranh lạnh và quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh. Với nội dung quan hệ quốc tế thời kỳ trong chiến tranh lạnh, kem nhớ được bốn vấn đề nguồn gốc dẫn đến chiến tranh lạnh, biểu hiện của chiến tranh lạnh, tác động của chiến tranh lạnh và xu thế hỏa hoãn Đông Tây, chiến tranh lạnh kết thúc. Kem biết rằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ và Liên Xô là hai nước đồng minh cùng chống lại chủ nghĩa phát xít. Nhưng ngay sau chiến tranh kết thúc, từ quan hệ đồng minh, hai nước đã nhanh chóng chuyển sang tình trạng đối đầu và đi đến chiến tranh lạnh. Vậy những nhân tố nào tác động đến sự biến đổi đó? Thứ nhất, đó chính là do sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa Liên Xô và Mỹ. Liên Xô lúc này chủ trương bảo vệ thành quả của cách mạng, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Ngược lại, Mỹ muốn chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và chính sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa Liên Xô và Mỹ đã trở thành nhân tố quan trọng dẫn đến sự đối đầu Đông Tây và dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh. Thứ hai, sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nó đã trở thành mối đe dọa đối với nước Mỹ. Và nhân tố thứ ba, các biết sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đã vươn lên trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới. Với tiềm lực về kinh tế và quốc phòng của Mỹ, thì Mỹ cho rằng mình có quyền lãnh đạo thế giới. Và cơ sở tiềm lực kinh tế quốc phòng của Mỹ, đây chính là điều kiện để Mỹ có thể phát động cuộc chiến tranh lạnh chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Vậy cuộc chiến tranh lạnh có những biểu hiện nào? Hay nói cách khác, những sự kiện nào đã dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh? Kem tìm hiểu những sự kiện dẫn đến chiến tranh lạnh. Cô giáo sẽ chia ra làm hai nhóm sự kiện. Thứ nhất là về phía Mỹ và thứ hai là về phía Liên Xô. Về phía Mỹ, Kem sẽ nhớ cho cô giáo ba sự kiện sau. Sự kiện thứ nhất đó là tháng 3 năm 1947, học thuyết Truman được công bố. Và với việc công bố học thuyết Truman, lưu ý cho cô giáo đây được coi là sự kiện khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh. Năm 1947, Mỹ thực hiện kế hoạch Maxan giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế. Mục đích của nó chính là lôi kéo Tây Âu vào một liên minh nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Với sự ra đời của kế hoạch Mác-San đã tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa. Sự kiện thứ ba. Đó là năm 1949, Mỹ và các nước Tây Âu đã thành lập tổ chức NATO. Đây là liên minh quân sự lớn nhất của Mỹ và các nước Tây Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Vậy về phía Liên Xô có những sự kiện nào dẫn đến chiến tranh lạnh? Các em lưu ý cho cô giáo hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất, đó là năm 1949, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế để giúp đỡ về kinh tế. Thứ hai, năm 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Tổ chức Hiệp ước Vácsa và lưu ý cho cô giáo tính chất của tổ chức hiệp ước Va Đây là một liên minh chính trị quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước Đông Âu. Như vậy, sự ra đời của khối quân sự NATO và tổ chức hiệp ước Va hai sự kiện này đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực hai phe chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới. Chiến tranh lạnh chính là chính sách căng thẳng thù địch giữa liên xô đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa với mỹ đứng đầu phe tư bản chủ nghĩa cuộc chiến này diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa và tư tưởng ngoại trừ đó là sự xung đột quân sự trực tiếp giữa hai siêu cường xô và mỹ vậy chiến tranh lạnh diễn ra đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới chúng ta lưu ý cho cô giáo bốn tác động tác động thứ nhất đó là dẫn đến sự đối đầu Đông Tây kéo dài hơn 4 thập kỷ. Thứ hai là dẫn đến các cuộc chiến tranh cục bộ. Thứ ba, sự suy giảm vị thế của xô Mỹ. Thứ tư, đó là quan hệ quốc tế căng thẳng. Tuy nhiên, kem thấy rằng, từ những năm 70 của thế kỷ 20, một xu thế mới xuất hiện trong quan hệ quốc tế, đó là xu thế hòa hoãn Đông Tây. Vậy... Khi tìm hiểu về xu thế hỏa hoãn Đông Tây, chúng ta cần nhớ được ba đơn vị kiến thức lớn cho cô giáo. Thứ nhất, biểu hiện. Thứ hai, nguyên nhân chấm dứt chiến tranh lạnh. Và thứ ba, tác động. Về biểu hiện của xu thế hỏa hoãn Đông Tây, chúng ta lưu ý cho cô giáo những sự kiện sau đây. Sự kiện thứ nhất. Đó là tháng 11 năm 1972, Hiệp định Cơ sở Quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được ký kết và với biệt bản hiệp định này được ký kết, nó đã làm cho tình hình của châu Âu bớt căng thẳng. Thứ hai, năm 1972, Xô Mỹ đã thảo luận về việc hạn chế vũ khí tiến công chiến lược. Năm 1975, bản định ước Helsinki được ký kết giữa Mỹ, Canada và 33 nước châu Âu. Bản hiệp định này đã tạo ra cơ chế giải quyết vấn đề hòa bình, an ninh ở châu Âu như vậy kem lưu ý cho cô giáo giữa bản hiệp định cơ sở quan hệ giữa hai nước đức và bản định ước hensky nó đều có chung một điểm giống nhau đó chính là cái tác động của hiệp định và hiệp ước này đến tình hình thế giới tạo ra cái điều kiện để giải quyết các vấn đề ở châu âu bằng biện pháp hòa bình và sự kiện thứ tư chúng ta phải nhớ được cho cô giáo năm 1989 tại đảo Manta, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Liên Xô đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Vậy vì sao cuộc chiến tranh lạnh lại chấm dứt? Kem lưu ý cho cô giáo những nguyên nhân sau. Thứ nhất, đó là do vị thế của Liên Xô và Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng do cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng giữa hai nước trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh thứ hai sự vươn lên mạnh mẽ của các quốc gia như tây âu nhật bản thứ ba đến lúc này liên xô đã rơi vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng và thứ tư là do tác động của xu thế toàn cầu hóa yêu cầu tất cả các quốc gia phải có cục diện ổn định để phát triển với bốn nguyên nhân trên hai nước xô mỹ đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh và chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động đến tình hình thế giới, nó mở ra điều kiện và chiều hướng giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Như vậy, cô và các em đã vừa tìm hiểu bốn vấn đề lớn liên quan đến quan hệ quốc tế thời kỳ trong chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ quốc tế có sự biến đổi như thế nào? Khi ôn tập nội dung này, các em cần phải nhớ được những vấn đề gì? Thứ nhất, đó là trật tự hai cực Ianta bị tan rã. Sự tan rã của trật tự hai cực Ianta được đánh dấu bằng sự kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan rã, một trật tự thế giới mới được hình thành theo xu thế đa cực, nhiều trung tâm. Và khi chiến tranh lạnh kết thúc, các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. Lúc này, lợi dụng lợi thế tạm thời khi Liên Xô, một trong hai cực Ianta bị tan rã, Mỹ muốn tham vọng thiết lập trật tự thế giới đơn cực, nhưng tham vọng này của Mỹ không dễ gì có thể thực hiện được do sự tương quan lực lượng giữa các cường quốc. Sau chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở một số nơi vẫn diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột quân sự kéo dài thế kỷ thứ 21, nhân loại còn đứng trước thách thức của chủ nghĩa khủng bố. Quan hệ giữa các nước lớn được điều chỉnh theo xu hướng đối thoại, thỏa hiệp và hợp tác. Và một cái xu thế nữa của quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh, em cần ghi nhớ cho cô giáo đó là thế giới đã và đang chứng kiến xu thế toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các em nhớ cho cô giáo, Hòa bình và hợp tác chính là xu thế chính trong quan hệ quốc tế. Các em thân mến, cô và các em vừa cùng nhau hệ thống hóa kiến thức của phần quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 2000. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ làm một số bài tập trắc nghiệm để củng cố khắc sâu kiến thức. Chúng ta tiếp tục câu hỏi số 6. Mỹ viện trợ cho các nước Tây Âu thông qua kế hoạch Mắc San năm 1947 nhằm mục đích nào sau đây? A. Lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. B. Lôi kéo đồng minh để củng cố trật tự thế giới một cực. C. Thúc đẩy tiến trình hình thành của Liên minh châu Âu. D. Giúp các nước Tây Âu phát triển kinh tế để cạnh tranh với Trung Quốc. Kem thấy rằng, Mục đích của kế hoạch Marksand khi Mỹ đưa ra đó chính là lôi kéo các nước Tây Âu trở thành đồng minh của Mỹ để chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi trên sẽ là phương án A. Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu trật tự hai cực IANTA hoàn toàn tan rã? A. Hội đồng tương trợ kinh tế xếp giải thể b. Tổ chức Hiệp ước Warsaw chấm dứt hoạt động. c. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Lạnh năm 1989. d. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Kem lưu ý cho cô giáo cụm từ hoàn toàn tan rã. Sự kiện đánh dấu trật tự hai cực yên ta hoàn toàn tan rã. Đó chính là sự kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Câu hỏi số 8. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000? A. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới. B. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm. C. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế. D các nước lớn điều chỉnh quan hệ theo hướng đối thoại và thỏa hiệp. Kem lưu ý với câu hỏi 8, đây cũng là một câu hỏi phủ định bởi có chữ không phản ánh xu thế. Như vậy, chúng ta sẽ tìm ra cho cô giáo ba xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000 và sử dụng phương pháp loại trừ. Với phương pháp trên, Kem sẽ tìm ra được Câu trả lời đúng đó là phương án C, trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế. Câu 9. Yếu tố nào dưới đây tác động đến sự thành bại của Mỹ trong việc vươn lên xác lập trật tự thế giới đơn cực sau chiến tranh lạnh? A. Sự mở rộng không gian địa lý của chủ nghĩa xã hội. B. Sự xuất hiện và phát triển của các công ty độc quyền C. Sự hình thành các trung tâm kinh tế Tây Âu và Nhật Bản. D. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới. Với câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm được phương án đúng, đó chính là phương án D. Tương quan lực lượng giữa các cường quốc trên thế giới. Câu hỏi số 10. Việc ký hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức năm 1972 và bản định ước Helsinki năm 1975 đều có tác động nào sau đây? A. Dẫn đến sự ra đời của cộng đồng châu Âu EC B. Làm xuất hiện xu thế liên kết khu vực ở châu Âu C. Chấm dứt tình trạng cạnh tranh giữa các cường quốc ở châu Âu D tạo điều kiện giải quyết hòa bình các tranh chấp ở châu Âu. Kem lưu ý với câu hỏi số 10. Câu hỏi muốn hỏi chúng ta cái điểm chung trong tác động của Hiệp định về cơ sở quan hệ giữa hai nước Đức và bản định ước hensky thì Hiệp định và Hiệp ước này đều có điểm chung là đã tạo điều kiện để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở châu Âu. Các em thân mến, với câu hỏi số 10, chúng ta vừa kết thúc phần ôn tập quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000. Cô giáo hy vọng với phần cô giáo vừa củng cố kiến thức và làm một số bài tập trắc nghiệm sẽ giúp các em hoàn thành tốt phần ôn tập sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh và quan hệ quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại các em.